Hoa Fairy Tales. Cái giá cho kẻ phản bội. Ngày xưa, có một người bán vải chăm chỉ và tốt bụng, tên là Colin. Hàng ngày, chàng mang những tấm vải đi khắp nơi để bán. Vải của Colin vừa tốt vừa đẹp, nên rất được mọi người ưa chuộng. Một ngày trời nóng bức, Colin lại rong ruổi trên đường với những tấm vải đẹp nhất của mình. Nóng quá đi mất, thời tiết thật khắc nghiệt, ta nên tìm một nơi mát mẻ để nghỉ chân đã. Tới một gốc cây to, Colin gặp một người cũng đang ngồi nghỉ ở đó. Anh ta tên là Mick, một kẻ vô công rỗi nghề đang đi lang thang trong rừng. Chào anh bạn, anh có thứ gì có thể cho tôi ăn được không? Hãy chia cho tôi một chút chứ, tôi đã nhịn đói cả ngày hôm nay rồi. Colin tốt bụng lấy ngay bữa ăn của mình chia làm đôi. Chàng vui vẻ mời Blake một nửa. Tôi là Blake, một người sa cơ lỡ giận, làm ăn hết sạch tiền. Tôi tìm mãi mà vẫn không có việc làm vừa ý, không còn gì ăn. May mà tôi gặp được cậu đó. Còn tôi là Colin, một người bán vải. Tội nghiệp cậu quá. Hay là cậu hãy ngồi cùng tôi, giúp tôi bán đống vải này đi. Ồ, cậu có nhiều vải đẹp như vậy ư? Nếu bán hết chỗ này, có được nhiều tiền không? Nếu bán hết, cũng được một khoản kha khá đấy. Chà chà, nếu lấy được vỏ vải này mà bán. Cậu nói, tôi có thể đi bán vải cùng với cậu sao? Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau bán, lời lãi thế nào? Tôi sẽ chia cho cậu một nửa. Chỉ có điều, việc này không dễ dàng đâu. Tôi làm được. Được mà, chúng ta đi luôn nào. Nhất định chúng ta sẽ bán hết số vải này trước khi trời tối. Thế là Colin và Blake kết làm bạn đường, chia nhau mang những xấp vải đi bán dưới trời nóng bức. Vốn lười biếng, rất nhanh sau đó Blake đã cảm thấy thấm mệt. Tôi mệt quá rồi, không ngờ gánh vỏ vải này lại cực nhọc đến thế. Cố lên nào anh bạn, chúng ta vừa mới đi được một lát thôi. Blake lê bước trên đường, hắn chợt thấy một giếng nước phía trước, bèn tới gần để xem xét. Đó là một cái giếng cạn, nước dưới giếng rất sâu. Vốn gian trá và xảo quyệt, Black nhanh chóng nảy ra một ý tưởng đen tối. Này anh bạn, tôi vừa tìm thấy một cái giếng, tới đây uống nước đã. Tuyệt lắm, tôi cũng khát khô cổ họng rồi đây. Giếng này cạn và sâu quá, làm thế nào bây giờ đây? Chúng ta chẳng có gì để múc nước cả. Tôi có cách rồi. Bây giờ tôi buộc dây thừng vào người, cậu đứng trên này, thả dây xuống cho tôi uống nước và kéo tôi lên, đến lượt cậu. Nghe bạn nói có lý, Colin vui vẻ làm theo lời Blake. Chàng thả dây cho hắn xuống giếng từ từ. Thả xuống một chút nữa. Một chút nữa đi, sắp tới rồi. Sau khi uống nước dưới giếng thỏa thích, Blake lại được Colin kéo lên. Anh bạn, nước trong và mát lắm đó. Bây giờ đến lượt tôi giúp cậu xuống giếng nha. Chà, sảng khoái thật. Anh bạn à, tôi uống xong rồi, cậu hãy kéo tôi lên đi. Đúng là một tên ngu ngốc. Giờ thì số vải này thuộc về ta rồi. Chỉ cần bán hết chúng, ta sẽ có một số tiền đủ để làm ăn lại từ đầu. Anh bạn à, cậu đâu rồi? Hãy kéo tôi lên đi. Có chuyện gì thế hả? Kéo tôi lên đi. Trời ơi, hay là anh ta đã bỏ mặt mình ở đây thật rồi. Có ai ở trên đó không? Hãy giúp tôi với. Có ai không? Ôi, mình đúng thật là ngu ngốc, nên mới tin tưởng và giúp đỡ một kẻ không ra gì, đã mất tất cả số vải. Giờ chỉ còn nước ngồi ở đây chờ chết thôi. Trời bắt đầu tối, Colin vẫn cố gắng gọi thật lớn, mong có người sẽ nghe thấy. Có ai ở trên đó không? Cứu tôi với. Có ai không? Nhưng chẳng có ai tới giúp Colin cả, mà chỉ có một con rắn lớn trông rất đáng sợ xuất hiện. Nó nhìn Colin chằm chằm với vẻ đe dọa. Hả? Ơ, trời ơi, rắn. Rắn ơi, hãy thương tình tôi ăn ở hiền lành. Xin rắn hãy bỏ đi nơi khác, đừng làm hại tôi.
Thật kỳ lạ, con rắn hiểu được lời Colin. Nó suy nghĩ lưỡng lự một chút rồi cất tiếng nói. Thôi được, thấy người đúng là người hiền lành tốt bụng, lại bị kẻ xấu hãm hại nữa, cho nên ta sẽ giúp ngươi lần này. Rắn, rắn biết nói tiếng người sao? Thì bởi vì ta chính là rắn thần ở giếng hoang này đấy. Rắn thần vừa dứt lời, một tia sáng lóe lên và cô Lin thấy mình đã đứng trên mặt đất từ lúc nào. Trời sắp mưa rồi, ngươi hãy đi theo con đường này, sẽ thấy một ngôi nhà hoang. Ngươi có thể nghỉ chân ở đó. Xin cảm ơn rắn thần, cảm ơn ngài rất nhiều. Đúng như lời rắn thần, trời bắt đầu đổ mưa to. Cô Lin cũng đã nhìn thấy ngôi nhà hoang ở trước mặt. Thật may mắn, ta đã có nơi nghỉ chân qua đêm rồi. Chàng nằm nghỉ trên đống rơm đến nửa đêm. Cơn mưa lớn cũng đã tạnh từ lúc nào. Bất chợt có những tiếng động lạ vang lên bên ngoài, khiến cô Lin bừng tỉnh. Đêm hôm nay nhất định chúng ta sẽ ăn uống một bữa tưng bừng đến sáng luôn. Hay lắm. Trời ơi, đó có lẽ là hai con quỷ. Trông chúng thật đáng sợ. Chúng đang đến gần căn nhà quan này rồi. Ta phải trốn ở đâu bây giờ đây? Cô Lin vội vàng chạy tới nấp phía sau những chiếc thùng gỗ xếp trong góc. Rất nhanh sau đó, hai con quỷ đã bước vào nhà. Ơi, vào đi. Sao trong nhà lại tối tăm thế này? Ngươi hãy làm cho nó sáng lên đi chứ. Chuyện nhỏ thôi, hãy xem ta đi. Wow, cây chùy vàng của ngươi thật lợi hại nha. Tất nhiên rồi. Hả? Ôi, chiếc chùy vàng kia thật thần kỳ. Căn nhà đã sáng bừng lên rồi. Vậy còn rượu và thịt đâu? Bữa no say của ngươi đâu rồi? Mau ra lệnh cho cây chùy vàng đi. Im đi. Ngươi chỉ biết cằn nhằn thôi à. Đúng là đồ vô dụng. Ngươi dám chửi ta sao? Này thì... Được rồi. Thôi thì bây giờ chúng ta qua. Đúng vậy. Bữa tối quan trọng hơn. Ôi, chùy vàng, hãy cho ta thật nhiều rượu và thịt. Wow. Thật không thể tin nổi. Cứ gõ cây chùy xuống là muốn gì được nấy hay sao? Cứ thế, hai con quỷ ăn uống và cười nói với nhau đến gần sáng. Không hề biết chàng Colin đang nấp ở ngay gần đó đã rất sốt ruột. Quỷ quái thật. Chúng đã mở tiệc với nhau cả đêm rồi. Ta còn phải chờ chúng đến bao giờ đây? Vô tình, cô Lin dẫm chân lên một thanh gỗ mục dưới chân, làm nó nát vụn. Tiếng động khiến cho hai con quỷ giật mình hoảng hốt. Ta vừa nghe thấy tiếng gỗ mục gãy. Hình như là từ phía mấy cây cột nhà đó. Nếu vậy thì căn nhà này sắp sập đến nơi rồi. Chúng ta mau chạy thôi, để không kịp bây giờ. Hai con quỷ rất sợ hãi, chúng vội vàng kéo nhau bỏ chạy thật xa, mà quên mất cả chiếc chùy vàng. Wow, thật may mắn, chúng đã bỏ đi mà quên cả cái chùy vàng đây. Ta có nên ước điều gì không nhỉ? Thử ước vàng bạc châu báu xem sao. Chùy vàng, hãy cho ta vàng bạc châu báu. Wow, tuyệt quá. Tất cả đều là vàng thật. Thật không thể tin được mà. Cô Lin nhanh chóng nhặt lấy vàng bạc bỏ vào một chiếc túi, rồi mang cây chùy vàng vui vẻ lên đường. Lại nói về Blake, sau khi lấy hết vải của cô Lin, nhưng hắn chưa kịp bán thì đã gặp trận mưa lớn, khiến cho số vải đều hỏng hết. Ta thật đen đủi, cuối cùng là vẫn trắng tay, chẳng có xu nào trong túi cả.
Đôi quá đi mất. Bất chợt, Black nhìn thấy cô Lin mang theo chiếc túi và cây chùy vàng bước vào trong một quán trọ sang trọng. Hả? Kỳ lạ. Cô Lin thoát được khỏi cái giếng cạn đó sao? Thật khó tin. Mà ta đã lấy hết giải của hắn. Vậy túi trên tay hắn và chiếc chùy vàng kia từ đâu mà có vậy? Hả? Black thấy tò mò, hắn bèn rón rén theo dõi phía sau cô Lin. Hắn thấy cô Lin trả cho chủ quán những đồng tiền vàng lấp lánh để thuê một căn phòng. Vàng ư? Ta có nằm mơ không nhỉ? Hắn giàu lên như thế từ lúc nào vậy? Tiếp tục theo dõi, Black tình cờ trông thấy cách cô Lin sử dụng cây chùy vàng. Chùy vàng, hãy cho ta một bữa tiệc thịnh soạn nào. Hả? Trời ơi! Một chiếc chùy vàng ước gì được nấy. Nếu ta mà có được nó, chẳng cần phải làm gì mà vẫn giàu sang sung sướng. Nhất định ta sẽ lấy trộm nó bằng mọi giá. Chờ cho cô Lin ăn uống no say và nằm ngủ mê mệt, Black lẻn vào phòng trộm lấy chiếc chùy vàng rồi bỏ chạy. Bây giờ thì ta sẽ ước cái gì nhỉ? Một núi đầy vàng hay là một ngôi nhà bằng kim cương đây? Ôi da, đau quá. Người không có mắt sao? Đi đứng kiểu gì vậy? Thật không may cho Black, đó chính là hai con quỷ đỏ phát hiện ra cái chùy vàng bị mất. Chúng bèn đi khắp nơi tìm kiếm. Thì ra chính ngươi là kẻ đã bày trò lường gạt và lấy trộm cái chùy vàng của ta. Ngươi thật là to gan lắm đó. Không, không phải tôi mà. Tôi thật sự không lấy chiếc chùy vàng của các ông. Đó là cô Lin, kẻ đang ngủ trong quán trọ kia kìa. Làm ơn tha cho tôi đi. Ngươi định đánh lừa chúng ta thêm một lần nữa à? Đừng hòng. Đánh cho hắn một trận cho chừa thói ăn trộm đi. Này thì trộm này, dám dối này. Tặng cho ngươi món quà cuối cùng nè. Hai con quỷ vác cây chùy vàng bỏ đi, mặc kệ Black đau đớn với đôi tay dài ngoằn của mình. Từ đó, Black với đôi tay dài như yêu tinh, đi đến đâu hắn cũng bị mọi người chế giễu và phải bỏ đi biệt xứ. Về phần cô Lin, từ đó chàng không còn thấy cây chùy vàng đâu nữa. Dù sao chùy vàng cũng không phải của ta, chẳng việc gì phải buồn hết. Ta đã có được một túi tiền và cả một chuyến phiêu lưu kỳ lạ để kể cho mọi người, còn mong gì hơn nữa. Với số tiền có được, cô Lin đem chia sẻ giúp đỡ cho những người khó khăn trong vùng. Chàng tiếp tục với nghề buôn bán vải của mình, mở được một cửa tiệm riêng, được mọi người yêu mến và có một cuộc sống hạnh phúc suốt đời.